Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi bản tin thời sự tổng hợp của truyền hình Thông tấn. Và như thường lệ là phần điểm các thông tin chính có trong chương trình. Sau một tháng thực hiện triển khai các giải pháp nhằm chấn chỉnh vi phạm an toàn giao thông, bất chấp những nỗ lực của các cơ quan chức năng, tình hình tai nạn vẫn không giảm. Nghề làm đèn lồng dưới kính rực rỡ truyền thống tại thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước nguy cơ mai một. Dư luận lo ngại về một nguy cơ khủng bố tiềm tàng nhằm vào nước Mỹ trong dịp 11 tháng 9. Hàng nghìn người dân Libya đã tập trung tại quảng trường Tử Vì Đạo của thủ đô Tripoli để kêu gọi nhân dân Libya đoàn kết trong bối cảnh căng thẳng vẫn tiếp tục leo thang. Tin bác Võ Chí Công, nguyên chủ tịch Hội đồng Nhà nước đi xa đã gây xúc động lớn trong cán bộ, chiến sĩ và người dân cả nước, đặc biệt là với những người con ở quê nhà, làng Khương Mỹ, xã Tam Xuân, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, mảnh đất đã sinh ra một người con ưu tú của đất nước và chính nơi đây đã chứng kiến những tình cảm gắn bó của bác đối với quê nhà. Bác Võ Chí Công đã vĩnh viễn đi xa, nhưng quê nhà vẫn lưu giữ hình ảnh của bác. Ngôi nhà lưu niệm Bác Công được làm ngay trên nền nhà xưa, sau một ngày bác đi xa vẫn như không có gì thay đổi. Trời xanh, mây trắng, không gian vẫn thư thái yên bình với hàng cau lên thẳng, như được đợi một lần nữa bác về thăm quê. Một đời phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng nước nhà phồn vinh với những đóng góp hết sức to lớn từ vai trò người chỉ huy cao nhất khu 5 đến cương vị chủ tịch một nước. Bác Công vẫn khiêm tốn cho rằng sự nghiệp cách mạng của bác cũng là công lao to lớn của Đảng và nhân dân nói chung, mà trước hết là công lao của Đảng bộ, nhân dân Quảng Nam và huyện Tam Kỳ cũ đã rèn luyện đào tạo bác trưởng thành trên con đường cách mạng. Từ cả ông qua đời rồi thì thấy ông năm nay ông 100 tuổi mà thấy ông tội lắm, cho nên ba bốn năm nay ông gì thấy cũng rất là thương, rất là có ông có tình cổn với con cháu kinh lắm. Mỗi lần về là câu là mang ra rồi nắm ta rồi như đây rồi con đây là quả. Là cháu dâu nhưng cũng là người trực tiếp trông coi nhà lưu niệm Bác Công, cô Thu thực sự xúc động khi biết Bác Công qua đời. Những hình ảnh kỳ vật gắn bó với cuộc đời giản dị được đặt từ lâu trong những vuông kính như cũng đang nghẹn ngào xúc động. Đặc biệt với các vị lão thành từng được Bác Công dìu dắt đi theo cách mạng, vẫn không thể nào quên phẩm chất đức độ của một người đảng viên cộng sản, người chiến sĩ cách mạng kiên trung, con người có mặt đúng lúc lịch sử có nhu cầu. Qua đại mẫu nghe tin với lại thông báo chính phủ biết một Võ Chí Công, người anh cả, người thầy của mình đã qua đời, tôi rất là đau buồn, mừng, vừa mừng chưa hết, cho mừng thọ cụ 100 tuổi chưa xong, thơ chưa gửi đi thì là được tin mất. Nhớ phong cách của đồng chí người anh, ăn nói rất giản dị, đơn sơ nhưng mà thể hiện tinh thần rất là kiên cường, dũng cảm trong đấu tranh cái thời kỳ chưa có binh quyền và trong anh dũng trong kỳ kháng chiến chống Pháp buổi đầu. Đồng chí Võ Chí Công đã đưa xây dựng cái chi đội 1 Quảng Nam đầu tiên, sau gọi là Trung đoàn 93, rồi sau đó gọi là Trung đoàn 108, và có công lớn trong không những trong cái giành chính quyền trong Quảng Nam giành sớm nhất năm 13, mà lại trong kháng chiến chống Pháp buổi đầu đồng chí cũng xây dựng được phong trào. Thành ở trong câu thơ tôi nói người anh cả xây nền quân giải phóng, quân giải phóng chưa có, người giải phóng của bác chở trong năm chưa có, anh xây này. Theo ông Nguyễn Tiến Lợi, Bác Công đã đi xa nhưng công sức một đời cho đất nước, cả một dân tộc phải ghi công, nhất là trên lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Hồi năm 1957-1958, chủ trương động viên hiến điền đối với địa chủ ở khu 5 đã được Bác Hồ khen, sau đó là khoán ruộng đất cho nông dân. Đúng là từ nông dân mà ra, rồi đi làm cách mạng cũng vì công nông. Lời kể của các thế hệ cha anh đi trước thì chúng tôi vô cùng khâm phục Bác, không chỉ Bác là một nhà lãnh đạo tài ba của đất nước mà còn là một nhân cách lớn, một người có lối sống hết sức là giản dị và đã cùng sát cánh cùng nhân dân Tam Kỳ, Quảng Nam
trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước. Và hôm nay bằng những cái hành động thiết thực, những vai trò hành động cụ thể của tuổi trẻ, chúng tôi sẽ tiếp tục phấn đấu rèn luyện, nêu gương theo Bác để tiếp tục xây dựng quê hương chúng ta ngày càng theo đúng ý nguyện của Bác. Hình ảnh người con ưu tú, vị lãnh đạo tài ba của đất nước Võ Chí Công mãi mãi còn in sâu đậm trong tâm trí mỗi người dân đất Quảng anh hùng. Cuộc đời và sự nghiệp vì nước vì dân của Bác sẽ là tấm gương, nguồn động lực to lớn để cán bộ nhân dân tỉnh nhà vượt khó vươn lên, tất cả vì sự nghiệp chung của Tổ quốc, như trọn đời Bác Công đã cống hiến. Những ngày đầu thực hiện tháng an toàn giao thông, dù các cơ quan chức năng đã tích cực triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn, nhưng tình trạng xảy ra tai nạn giao thông trên cả nước vẫn gia tăng. Đây là thống kê được Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ đưa ra sau một tuần rà soát hiện trạng. Tuần đầu tiên của tháng an toàn giao thông năm 2011, cả nước xảy ra 236 vụ tai nạn đường bộ, làm chết 216 người, bị thương 178 người, 12 vụ tai nạn trên tuyến đường sắt, làm chết 6 người, bị thương 7 người. Theo đó, bình quân mỗi ngày xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông, làm chết 32 người. So với con số bình quân 29 vụ mỗi ngày của nửa cuối tháng 8 cho thấy, số vụ tai nạn trong tháng an toàn giao thông đã tăng đáng kể. Trong tuần, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý trên 88.200 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, trong đó có trên 11.200 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, tạm giữ 156 xe ô tô, 10.777 xe mô tô. Điển hình là trên tuyến Pháp Vân – Ninh Bình, lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản 69 trường hợp vi phạm. Trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương, các cơ quan chức năng đã lập biên bản xử lý 171 trường hợp. Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra phát hiện 22 vụ vận chuyển hàng cấm, hàng trốn thuế. Đáng chú ý, trong tuần đã xảy ra 2 vụ chống người thi hành công vụ tại Hà Nội, Lạng Sơn, là một cảnh sát bị thương. Chấp hành quy định của Ngân hàng Nhà nước về mức lãi suất huy động bằng Việt Nam đồng và đô la Mỹ, theo vụ chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 8 tháng 9 đã có 34 trên 42 ngân hàng thương mại ban hành văn bản chỉ đạo về nội dung này. Nội dung văn bản chỉ đạo của các ngân hàng thương mại tập trung yêu cầu các chi nhánh, đơn vị trong toàn hệ thống nghiêm túc thực hiện đúng mức trần lãi suất huy động bằng Việt Nam đồng và đô la Mỹ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, nghiêm cấm thỏa thuận các khoản chi ngoài lãi suất với khách hàng. Trong đó, văn bản của 20 ngân hàng thương mại có nội dung chỉ đạo về giám sát và xử lý việc chấp hành quy định lãi suất, yêu cầu các chi nhánh chủ động phát hiện những tổ chức tín dụng cạnh tranh không lành mạnh, vi phạm mức lãi suất huy động Việt Nam đồng và đô la Mỹ, báo cáo chi nhánh Ngân hàng Nhà nước trên địa bàn và trụ sở chính để tổng hợp báo cáo về Ngân hàng Nhà nước. Các trụ sở chính tăng cường kiểm tra mức lãi suất huy động của các chi nhánh, đồng thời xử lý nghiêm đối với giám đốc chi nhánh, sở giao dịch và cán bộ vi phạm, không chấp hành chỉ đạo. Một số ngân hàng thương mại khác đang xây dựng chính sách lãi suất trên cơ sở điều kiện hoạt động kinh doanh của mình để điều giảm lãi suất cho vay đối với lĩnh vực sản xuất, nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu xuống mức từ 17 đến 19% một năm. Giá điện tăng cao khiến vấn đề tiết kiệm điện được nhiều người quan tâm. Nắm bắt được tâm lý này, hàng loạt các sản phẩm tiết kiệm điện đã được bày bán trên thị trường. Thế nhưng điều này lại khiến người tiêu dùng băn khoăn bởi không biết thiết bị nào thực sự tiết kiệm điện hay đã được thẩm định chất lượng cũng như tiết kiệm điện thế nào cho đúng. Tại các cửa hàng, siêu thị, trung tâm thương mại bán đồ điện máy trên địa bàn Hà Nội, từ máy điều hòa, máy giặt đến các loại bóng đèn đều được quảng cáo là tiết kiệm điện. Nhưng trên thực tế, không phải sản phẩm nào trong số những sản phẩm này cũng đã được thẩm định và công bố chất lượng. Trên thị trường hiện nay có hai loại mà người ta quảng cáo. Một cái loại mà quảng cáo về cắm vào trong nhà mà giảm cái lượng điện năng rất lớn cho cái hộ dùng điện, thì đấy là những cái sản phẩm mang tính chất lừa đảo chứ không phải đích thực của nó. Một cái loại sản phẩm thứ hai là có ý nghĩa về tiết kiệm điện, nhưng không phải tiết kiệm điện cho người tiêu dùng mà tiết kiệm điện, tức là nó làm giảm tổn hao trong quá trình truyền tải điện từ nhà máy trên đường dây đến các hộ dùng điện. Các thiết bị đấy có tên gọi là các cái thiết bị bù công suất phản kháng, chứ không phải là tiết kiệm điện cho cái người tiêu dùng. Thực tế, người tiêu dùng biết đến khả năng tiết kiệm điện của các thiết bị này chủ yếu qua quảng cáo của nhân viên bán hàng. Còn thực hư hiệu quả của nó như thế nào thì người tiêu dùng không thể kiểm định được, bởi họ thiếu thông tin, thiếu kiến thức về chất lượng sản phẩm tiết kiệm điện. Tôi muốn là khi mà sản xuất ra một
cái gì mà đã dùng đến điện thì nên là phải tiết kiệm điện, và phải có một cái cơ quan nào kiểm tra xem cái thiết bị mà mang ra thị trường bán có phải là thiết bị tiết kiệm điện nhất chưa. Ví dụ như tivi, như tủ lạnh, như máy giặt, những cái thứ nó tiêu tốn nhiều điện năng lắm. Mà nếu mà mình cứ đi mua ào ào đi mà mình không để ý đến những cái tiết kiệm điện thì chắc là sẽ bị tổn thất về kinh tế nhiều. Nắp những cái trang thiết bị điện ấy thì vẫn là dùng bóng bình thường thôi. Ví dụ như dùng đèn tuyếp hoặc là dùng bình thường thôi. Còn bây giờ mà có những cái sản phẩm về điện mà mình được nghiên cứu nó kỹ hơn, mà mình hiểu biết hơn thì chắc chắn là nhà tôi cũng phải quan tâm đến cái chuyện mà thay thế các loại mà về tiết kiệm điện. Trên thực tế này, các chuyên gia cho rằng người dân cần phải lựa chọn các đơn vị có uy tín, sản phẩm được bảo hành. Trên thị trường hiện đã có một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đèn tiết kiệm điện theo công nghệ mới và đã được Bộ Công Thương cấp giấy chứng nhận. Dấu hiệu nhận biết đối với các cái sản phẩm tiêu thụ năng lượng, tiết kiệm năng lượng, đó là những cái dấu hiệu mà hiện nay Bộ Công Thương đã công bố và đưa ra để sử dụng. Đó là cái nhãn ngôi sao năng lượng Việt áp cho các sản phẩm có hiệu suất năng lượng cao. Và cái nhãn thứ hai, loại thứ hai là nhãn so sánh, gồm có 1 sao, 2 sao, 3 sao, 4 sao và 5 sao. Sản phẩm nào được dán cái nhãn càng nhiều sao thì sản phẩm đó càng tiết kiệm điện nhiều hơn. Với những nỗ lực của các bộ, ngành, các địa phương, sử dụng tiết kiệm điện và hiệu quả đã trở thành ý thức tự giác của nhiều người dân. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác tuyên truyền, đồng thời cần sớm ban hành các chế tài xử phạt với những hành vi vi phạm các trường hợp lãng phí điện, sản xuất các thiết bị công nghệ lạc hậu, hiệu suất thấp nhưng lại quảng cáo là tiết kiệm điện có hiệu quả. Có như vậy, chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm điện và hiệu quả mới ngày càng có hiệu quả hơn.